Chào mừng các bạn đến với bản tin tuần Văn Lang News số thứ 2 phát sóng ngày 11 tháng 7. Trong chuyển động tuần này, Văn Lang News dành trọng tâm kể về mùa bảo vệ tốt nghiệp đặc biệt của sinh viên Văn Lang đầu tháng 7. Dù triển khai online trong tình hình giãn cách, nhưng tinh thần thầy trò Văn Lang vô cùng quyết tâm đảm bảo tiến độ. Không khí các hội đồng sôi nổi, không thiếu khoảnh khắc xúc động của giảng viên và sinh viên trong buổi học cuối cùng. Mình thật sự rất là vui và hạnh phúc khi khóa học tốt nghiệp lần này của mình và giáo hướng dẫn đã cố gắng trong suốt một tháng qua có kết quả. Nhân đây thì mình cũng xin chúc các bạn sinh viên khóa 23 ngày mai công chúng có một cái kết quả tốt nghiệp thật là tốt. Mình cũng như bạn Diễm My là hai sinh viên đầu tiên của khoa thực hiện khóa luận thì mình cũng có một chút gì đó khá là bỡ ngỡ, cộng thêm là tình hình dịch hiện tại cũng gây một số khó khăn nhất nhỏ, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô cộng với giáo viên hướng dẫn thì mình đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Thì em xin cảm ơn tất cả các quý thầy cô cũng như là cảm ơn Văn Lang đã đồng hành cùng em trong 4 năm đại học. Mình là một trong những sinh viên đầu tiên của ngành học ứng dụng vừa bảo vệ thành công cái đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài của mình có tên là tìm hiểu thể loại parody. Tại buổi bảo vệ đề tài thì mình nhận được rất là nhiều sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô trong hội đồng. Mình cảm thấy rất là cảm động khi mà mình nghe được lời nhận xét của giảng viên hướng dẫn của mình. Cô nhận xét mình từ những ngày đầu tiên bắt đầu thực hiện đề tài nghiên cứu cho tới buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình. Lần đầu tiên ngành thiết kế đồ họa tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp online, lúc đầu mình cũng cảm thấy khá là lo lắng tại vì không biết rằng là đồ án của mình và các bạn có được thể hiện một cách trọn vẹn qua màn hình hay không. Tuy nhiên thì nó đã xong rồi và mình cảm thấy nó khá là vui và không quá khó khăn như mình nghĩ. Vì ưu thế lớn nhất của việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp online đó là mình có thể tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá bởi vì không cần phải in bài. Chúng ta là người của khoa mỹ thuật thì chúng ta phải có tinh thần luôn cháy, chúng ta phải chạy đồ án và chạy cái lại giống như là do thời sắc gì đó. Khi dịch bắt đầu diễn biến phức tạp hơn cũng là lúc đồ án đã đi đến chặng gần cuối, thầy trò chúng tôi ngay từ khi bắt đầu đã đặt ra kế hoạch cụ thể cho đồ án tốt nghiệp này, sắp xếp thời gian biểu hợp lý và thực hiện nó một cách nghiêm túc, cho nên là cũng không có gặp khó khăn gì quá nhiều. Các bạn phải nhanh nhạy suy nghĩ thêm nhiều giải pháp để mà thể hiện cho đồ án của mình theo cái hướng digital và đẩy mạnh hơn phần social media, nên ở cái phần lĩnh vực này các bạn sẽ có thêm phần kinh nghiệm. Đây và gần như là xu hướng hiện nay của các designer trẻ. Chúng tôi thấy là thở phào nhẹ nhõm về cái chất lượng đồ án tốt nghiệp của các bạn. Làm gì online hay offline thì chúng ta phải giữ được cái chất lượng bài tốt nghiệp của sinh viên. Và thông qua cái chất lượng bài này thì chúng tôi mới đánh giá được cái quá trình học tập của các bạn trong suốt 4 năm. Mặc dù là online nhưng mà cái không khí trong cái Zoom đó, trong cái phòng online đó thì rõ ràng là nó vẫn trang nghiêm và nó vẫn có những lúc nó vỡ òa, cũng rất là thú vị. Cũng không có kém gì trong cái hội đồng offline bình thường. Thì đây chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình đặc thù của cái nhóm ngành thiết kế. Các bạn trình bày hết tất cả những cái tác phẩm của mình, những cái bài thiết kế của mình với những không gian màu sắc, với những ý tưởng và trong đó nó có những cái câu chuyện nó dẫn dắt người xem. Thì có bạn trình bày hay, có bạn trình bày dở, tuy nhiên với công nghệ online thì cũng có lúc rõ nét và cũng có lúc nhè nhạt, nhưng mà chúng tôi đảm bảo rằng cho mỗi bạn sinh viên tốt nghiệp vẫn được trình bày hết tất cả các ý tưởng của mình, vẫn trình bày hết được tất cả những cái mong muốn trong cái đồ án của mình. Và các thành viên hội đồng thì vẫn tuân thủ trên nguyên tắc là mỗi sinh viên thì đều được nhận được sự đóng góp quý báu của từ các thành viên hội đồng. Khoa du lịch tuần qua phối hợp với tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF và công ty Image Travel tổ chức thành công buổi hội thảo Y học cổ truyền trong tour du lịch. Đây là buổi đầu tiên trong chuỗi 6 hội thảo về thị trường du lịch tiếng Pháp thấu hiểu để thành công sẽ được tổ chức trong tháng 7 và tháng 8. Sự kiện đã thu hút gần 100 sinh viên, hướng dẫn viên trong cộng đồng Pháp ngữ. Cùng trong thứ Bảy, hai cuộc thi lớn là Khởi nghiệp ra khơi 20 của khoa Quản trị Kinh doanh và Click PR của khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông đã hoàn thành vòng chung kết. Hơi tiếc một chút vì nếu được tổ chức trực tiếp tại hội trường Trịnh Công Sơn, chắc chắn đây sẽ là hai sự kiện hoành tráng. Xin chúc mừng ban tổ chức và các đội thi đã cố gắng kết thúc hành trình trọn vẹn. Sinh viên hoạt động phong trào online sôi nổi, thầy cô cũng có sân chơi của mình. Ban chấp hành công đoàn tích cực mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh như cuộc thi ảnh chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, cuộc thi viết Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, cuộc thi vẽ tranh dành cho con em cán bộ, giảng viên, nhân viên hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
tất cả các cuộc thi của công đoàn trong cái giai đoạn này á, đại đa số là thực hiện tại gia đình, nhằm gắn kết những cái thành viên trong gia đình với nhau và phát huy những cái năng lực của mỗi người, và hy vọng là cộng đồng Văn Lang chúng ta sẽ bình yên qua mùa dịch, và đặc biệt là năm học tới chúng ta sẽ có một năm học thật là tràn đầy niềm vui và thật là hạnh phúc khi mà chúng ta quay lại trường. Tiếp tục chương trình gây quỹ tinh thần Văn Lang giữa đại dịch, sáng ngày 5 tháng 7, đại diện nhà trường gửi tặng 4.800 khẩu trang N95 và 1.800 chắn giọt bắn đến Trung tâm Y tế Bình Thạnh. Trước đó, Văn Lang đã trao tặng quận đoàn Gò Vấp và quận đoàn Bình Thạnh 20 triệu đồng và 300 bộ đồ y tế, 300 hộp khẩu trang, 500 kính chắn giọt bắn, nhu yếu phẩm, tổng trị giá 60 triệu đồng. Tháng 7 cũng là mùa cao điểm tuyển sinh. Ngày 7 và ngày 8 tháng 7, thí sinh cả nước đã hoàn thành đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để chia sẻ áp lực thi cử trong mùa dịch, sinh viên Văn Lang đã gửi tặng thí sinh rất nhiều lời chúc trước ngày thi. Đặc biệt, đoạn video vui nhộn trên YouTube trường đại học Văn Lang nhận được tương tác vượt trội với nhiều bình luận cảm ơn dễ thương của học sinh lớp 12. Tối ngày 6 tháng 7, trường đại học Văn Lang công bố mức điểm chuẩn tuyển sinh học bạ đợt 3. Mức điểm tăng lên ở 3 ngành hot của Văn Lang: quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh và marketing. Đồng thời, từ ngày 7 đến ngày 27 tháng 7, Văn Lang thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 4 và xét điểm thi đánh giá năng lực đợt 2. Tin hot tuyển sinh tuần này không thể thiếu kỳ thi năng khiếu vẽ, âm nhạc và sân khấu điện ảnh trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thi tuyển năng khiếu online dễ hay khó? Có đảm bảo chất lượng không? Mời các bạn cùng Văn Lang News bàn luận câu chuyện này. Muốn sang thì bắt cầu kiều, rất yêu các ngành năng khiếu thì phải bắt buộc thi năng khiếu mới vào học được nha. Năm 2021, số lượng hồ sơ các môn năng khiếu tại trường Đại học Văn Lang đạt gần 3.200, trong đó 3 môn thi năng khiếu vẽ chiếm tỷ lệ đa số với hơn 2.900 hồ sơ, đông nhất là môn thi vẽ trang trí màu. Mỗi năm, Văn Lang tổ chức kỳ thi năng khiếu, thí sinh chiếm spotlight truyền thông vì nhiều bạn theo khối ngành nghệ thuật thể hiện cá tính trang phục rất mạnh. Tiếc là năm nay, kỳ thi tổ chức online nên không được ngắm nhan sắc các mầm non nghệ thuật trẻ dịp hè rồi. Nhưng mà mình tin chắc các bạn nhỏ rất dễ thương, bằng chứng là một số bài vẽ các bạn gửi về bưu điện trường còn kèm món quà nho nhỏ, khiến tìm tuyển sinh Văn Lang rụng tim luôn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn Kiệt, sinh viên khóa 25 ngành thiết kế mỹ thuật số, và mình rất là vui khi được đồng hành ở một tiêu điểm trong bản tin Văn Lang News tuần này. Và chủ đề ngày hôm nay rất là liên quan tới ngành học của mình, đó chính là kỳ thi năng khiếu online. Và năm ngoái, năm Covid đệ nhất, các bạn sinh viên khóa 26 đàn em của mình có hai sự lựa chọn. Một là các bạn đến trường thi tập trung, hai là các bạn nộp bài sơ khảo kết hợp với phỏng vấn online. Năm nay, năm Covid đệ nhị, tháng 7 rơi vào thời điểm dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến khá là phức tạp, và vừa mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra chỉ đạo giãn cách toàn thành phố trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021, và điều này đã dẫn đến ảnh hưởng rất là lớn đối với lại cái phương án tổ chức thi năng khiếu tại trường Đại học Văn Lang khi phải tổ chức 100% bằng hình thức thi online. Với cái phương thức mà chuyển sang hết 100% thi online thì nhà trường cũng sẽ đảm bảo về mặt cơ sở vật chất và đặc biệt là đảm bảo về cái chất lượng và tạo sự công bằng cho thí sinh trong suốt thời gian mà thí sinh tham gia dự thi. Nhà trường sẽ hỗ trợ và có cái đội ngũ tư vấn giúp cho các em yên tâm trong khi mà các em tổ chức thi online. Hội đồng thi là những người chuyên môn có thể xác định được bài đó các em làm như thế nào và cái khả năng về năng khiếu của các em ra sao. Thì qua đây chúng tôi khẳng định rằng dù thi online hay offline thì phương thức nào thì bài thi của các em cũng được đánh giá một cách khách quan và đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các môn thi năng khiếu. Không chỉ tất cả các đợt thi năng khiếu đều tổ chức theo phương thức online trong tháng 7, mà các hội đồng thi vòng phỏng vấn môn năng khiếu vẽ cũng làm việc online từ xa, không tập trung tại trường. Từ ngày 9, trường Đại học Văn Lang đã gửi bổ sung đề thi các môn năng khiếu vẽ, âm nhạc, sân khấu điện ảnh cho nhóm thí sinh cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó đăng ký thi năng khiếu tập trung. Với những thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển của môn năng khiếu vẽ và sân khấu điện ảnh, trường Đại học Văn Lang sẽ gửi thông báo chi tiết về thời gian phỏng vấn online của từng thí sinh và hướng dẫn cách kết nối với nhà trường chuẩn bị cho vòng phỏng vấn online.
Số lượng thí sinh thi năng khiếu online năm nay tăng vượt trội, đặc biệt ở các môn thi vẽ. Số hội đồng thi online tăng gấp 4 so với năm 2020, lên đến 25 hội đồng. Bộ phận khảo thí và công nghệ thông tin sẽ mở 3 phòng chờ Zoom cho thí sinh ở mỗi hội đồng để rút ngắn thời gian phỏng vấn. Cùng với các điều chỉnh kỹ thuật, Trường Đại học Văn Lang quyết tâm tổ chức 2 vòng thi bài bản, đặc biệt quan trọng vòng phỏng vấn online. Và mình tin rằng phương án tổ chức thi năng khiếu online của Trường Đại học Văn Lang sẽ nhận được nhiều đồng tình từ xã hội, phụ huynh và cả thí sinh. Tuy nhiên, an toàn là một chuyện, còn câu chuyện hiệu quả lại là một chuyện khác. Đâu đó vẫn có ý kiến lăn tăn khi tổ chức thi online các môn năng khiếu tuyển sinh đại học, liệu có đảm bảo chất lượng không? Về vấn đề này, thí sinh thi năng khiếu nghĩ gì? Mời các bạn cùng lắng nghe một số ý kiến nhé! Hình thức thi vẽ online khiến cho em hơi lo lắng, bởi vì tuy là em có thể chăm chút hơn cho bài vẽ của mình bởi vì không bị áp lực về mặt thời gian, nhưng mà có thêm phỏng vấn khiến cho em hơi bối rối, có chút hồi hộp bởi vì sợ là sẽ không diễn đạt được tốt. Thi năng khiếu online cũng cảm thấy cho em hơi lo lắng, tại vì ngày thi năng khiếu và ngày thi tốt nghiệp nó cũng sát gần nhau nên là em muốn hai bài thi này hoàn thành tốt nhất có thể. Em mới phát hiện ra là em thích thanh nhạc trong khoảng thời gian gần đây thôi, cho nên là em chỉ có một khoảng thời gian ngắn để có thể tự tìm tòi, trau dồi. Em có tận 10 ngày để có thể chuẩn bị tốt được cho bài thi của mình. Tuy nhiên không quá dễ, là vì nó là một bài thi mà. Em đã mất khoảng 2 năm để ôn luyện cho cuộc thi năng khiếu lần này và em thấy cuộc thi cũng khá là công bằng cho các bạn học sinh. Hình thức thi năng khiếu online của trường Văn Lang không làm cho em cảm thấy lo lắng, vì đầu tiên là nó không bị hạn chế mà thời gian, em cũng không căng thẳng về không khí thi cử trong phòng thi nữa. Cộng thêm là mình không phải lo lắng về tình hình dịch bệnh hiện tại. Xu hướng ở trên các nước trên thế giới ấy, thì thực ra thì người ta đã làm rồi, cũng không phải là một cái gì mới, nhưng mà ở nước mình thì hoàn toàn mới. Để đổi mới thì chúng tôi phải có những cái bước đi, chúng tôi phải cập nhật, chúng tôi phải nghiên cứu trước các cái hệ thống mà ở các nước người ta cũng đã từng làm, và chúng tôi sắp xếp lại làm sao cho nó hợp lý trong cái điều kiện của trường Văn Lang, trong cái điều kiện về chuyên môn mà cách thức tuyển sinh theo quy định của bộ. Đối với đánh giá năng khiếu ấy, thì đôi khi cái bài vẽ các em ấy, có thể các em chưa thể hiện tốt, nhưng phải thấy được tiềm năng. Mà chỉ có phỏng vấn thì chúng tôi mới thấy được cái tiềm năng. Và quan trọng nhất vẫn là sáng tạo và tiềm năng sáng tạo. Chứ còn bây giờ đánh giá là các em phải vẽ thật tốt. Các em đã học vẽ đâu? Chưa học vẽ. Các em chỉ đam mê, yêu thích và đi luyện thi. Đấy, có những cái lớp mà đi luyện thi, có những bạn thì không được luyện thi nhiều, nhưng chúng tôi, hội đồng chúng tôi nhìn ấy, chúng tôi phải nhìn được là cái năng khiếu của các em như thế nào, đó là sự quan trọng. Và phụ huynh cũng như các bạn cứ yên tâm một điều, nó rất công bằng ở chỗ này này, là nếu thực sự các bạn đam mê, các bạn vẽ thực sự, thì khi các bạn đi học, các bạn sẽ làm được, các bạn sẽ cập nhật được kiến thức. Đấy là sự công bằng, chứ không ai có thể tự dưng cho các bạn hết, mà chính bản thân tự các bạn đứng lên, tự các bạn làm được những điều các bạn yêu thích. Đấy là sự. Khi các em quay video clip đấy là phải có hình của các em, cái đấy là cái phải nhớ. Để tránh cái tình trạng, tức là ví dụ như là có thể mình hát hộ hoặc là mình đánh đàn hộ, thế là dứt khoát phải nhìn thấy hình của các em, thì cái đấy là đảm bảo an toàn nhất. Thế thôi, chứ còn thì tất nhiên là các em đừng có ngại cái việc là âm thanh nó không tốt hoặc là như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cái thi năng khiếu này ấy, không phải là hát hay là đánh đàn hay, mà vấn đề là qua cái giọng hát của các em, qua cái cách thức đánh đàn của các em, thì ở đây các thầy các cô sẽ phát hiện ra là cái tài năng tiềm ẩn, cái năng khiếu tiềm ẩn ở trong các em. Để mà phát hiện ra cái chuyện đó thì cái đấy là cái quan trọng nhất. Đó. Cho nên là đừng có sợ là cái băng của em nó không tốt, đừng có cầu toàn cái chuyện đấy. Mà nhiều khi là cái mục đích chấm năng khiếu là nó khác cái mà như là các em vẫn suy nghĩ. Tôi vẫn muốn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đối với thí sinh là đừng có nghĩ là mình không hát hay hoặc mình không đàn hay. Bởi vì thực sự mà nói các em cũng chưa thể xác định được thế nào là hay hoặc là thế nào là không hay. Mà cái đấy là hội đồng người ta sẽ đánh giá được. Khi mà bước vào cái thi tuyển online, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng mà ban giám khảo cũng như là hội đồng tuyển sinh của nhà trường đã tiên liệu trước hết những cái điều có thể là khó khăn để tìm ra một cái phương cách tốt nhất và để làm sao đảm bảo cái sự công bằng khách quan cho các em, là các em thi. Đấy chính là năng khiếu của các em. Chắc là mọi người có thể lo lắng ở trong cái bài thi phân tích phim ấy, các em có thể là
tham khảo ở đâu đó ý kiến này kia, nhưng không lo, bởi vì ban giám khảo cũng đã tiên liệu trước những cái vấn đề mà để đảm bảo cho cái sự công bằng và khách quan, thì đã cho một cái câu hỏi mở và một cái bài tự luận. Thì ở đây là tất cả là ý nghĩ của các em thôi. Nếu mà các em có lấy ý nghĩ của người khác thì ban giám khảo cũng sẽ biết, và cái điều đó sẽ, nếu có một cái gì cảm thấy hơi hơi khó hiểu, hơi cắc cớ một tí, thì cái điều đó sẽ được hỏi lại ở trên cái buổi thi online. Quý vị phụ huynh cũng như các em có thể hoàn toàn yên tâm, mặc dù là nó mới lạ, nhưng mà vì mới cho nên đã rất nhiều lần phải tìm hiểu về nó và phân tích nó, giải mã nó để làm sao đi tới một cái cuộc thi tốt nhất, đảm bảo sự công bằng, khách quan cho cả thí sinh, và đương nhiên nó cũng là danh dự của ban giám khảo cũng như là uy tín của nhà trường. Một thi kinh nghiệm, một thi tự tin, một đống may mắn. Bum. Một lưu ý nho nhỏ dành cho các bạn, đó chính là chúng ta không nên gấp bài thi lại mà hãy cuộn nó lại và để vào ống vẽ nhằm bảo vệ bài vẽ của chúng ta, và đừng quên ghi các thông tin cá nhân ở phía sau bài thi vẽ của mình nhé. Bất ngờ nhất là khi mà mình nhận được điểm, khi đó mình nhớ không nhầm, điểm thi vẽ của mình là 8.85. Nếu như muốn điểm cao thì các em nên ưu tiên về chất liệu khác nhau vào bài của mình. Chỉ nghĩa là đặc biệt là lên tạ vải thì độ khó của nó khá là cao á. Đồng thời là khi nhận đề thì các em phải tranh thủ làm liền, chủ động về mặt thời gian, tại vì biết đâu phụ trường sẽ không ủng hộ tụi mình lúc đó thì sao. Các bạn có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình, nhưng mà phải nhớ là phù hợp với chủ đề nữa nha. Và chúc các sĩ tử thi năng khiếu online năm nay sẽ đạt được những kết quả tốt, và mình mong sẽ được gặp các bạn ở khóa 27 khoa mỹ thuật và thiết kế. Có bao nhiêu kiến thức mình đã được học được để chuẩn bị cho kỳ thi này thì các bạn hãy show ra, và ban giám khảo sẽ chấm điểm cao cho các bạn. Là một người đi trước thì mình mong các bạn hãy giữ bình tĩnh trước khi phỏng vấn. Các thầy cô rất là nhiệt tình và thân thiện nên mình nghĩ là cũng không có gì phải lo lắng quá đâu. Các bạn hãy trung thực và ăn mặc thật chỉnh chu khi phỏng vấn nha. Thứ nhất là về trang thiết bị, chúng ta cần có camera, mic và một căn phòng yên tĩnh trong suốt quá trình tham gia phỏng vấn. Và hãy chuẩn bị thêm cho mình các tác phẩm để khi thầy cô có yêu cầu chúng ta sẽ có và show ra ngay lập tức. Và hãy check điện thoại thường xuyên, bởi vì trường sẽ gọi để nhắc nhở cũng như là mời chúng ta vào phòng phỏng vấn, và có thể sẽ sớm hơn thời gian dự kiến. Cùng thì Văn Lan là nhà, hãy xem thầy cô như là thành viên trong gia đình và chia sẻ thôi. Chúc các bạn có một buổi phỏng vấn tốt đẹp và hẹn gặp lại ở Văn Lan. Gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh K27 sắp thi năng khiếu vào trường đại học Văn Lang sẽ có một buổi thi thật tốt, một màn trình diễn thật tự tin, bình tĩnh. Mình chúc các bạn sẽ làm thật tốt và đạt được kết quả như mong muốn. Hẹn gặp lại các bạn ở trường đại học Văn Lang nha. Xin kính chúc tất cả các bạn diễn viên tương lai của khóa K27 thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao và biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Mong các bạn sẽ có đủ sự tự tin, may mắn và sáng tạo để vượt qua kỳ thi này một cách xuất sắc nhất và để lại được dấu ấn trong lòng các thầy cô. Và hãy nhớ, sự đam mê chính là chìa khóa của bản lĩnh, sức mạnh để các bạn vượt qua kỳ thi này một cách trọn vẹn nhất. Hẹn gặp lại các bạn tại khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh nhé. See ya! Đến đây thì video bản tin Văn Lang News số thứ 2 đã kết thúc rồi. Chúc các bạn thí sinh trong kỳ thi năng khiếu năm nay của Văn Lang đều đạt kết quả như ý. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ở nhà mùa giãn cách, các bạn đừng quên xem bản tin được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Văn Lang News. Team truyền thông VLU rất mong chờ mọi đóng góp về tin tức hoặc các chủ đề thú vị hỗ trợ các kênh thông tin của trường mình nha. See you!